Xin chào các anh em nè. Hôm nay mình có quay một cái con máy cưa 381 hàng của Đức mà bị tồn kho rất lâu. Nên mình nên đăng lên cho mấy anh em chiêm ngưỡng. Anh em nào cần thì xin liên hệ mình qua số điện thoại. Hàng thì mình bao rin. Đời 2016. Đời này rất hiếm nha các bạn. Lòng trắng. Còn mấy cái đèn đời mà đầu nòng mà xi lanh màu đen đời 27 rồi thì nó có lòng nó mỏng hơn nha các bạn. Giá thành nó cũng rẻ hơn. Máy mình là đời 26. Anh em nào cần thì liên hệ. Giờ mình xem phép mở máy ra cho các bạn xem nha các bạn. Đây bên trong máy nó còn những chi tiết còn nguyên trong thùng nguyên lai nguyên kiện đó nha các bạn. Mình sẽ lấy ra cho các bạn coi. Đúng đời 26 nha các bạn. Máy mình bao rin. Nè các bạn nhìn kỹ nè. Từng con ốc nó có đánh ký hiệu đồ rin, hàng rin, nó có đánh dấu hoa thị. Logo ít tin xịn.